Các bạn mình, hôm nay mình tiếp tục làm một món nữa theo bò lá lốt hai bạn. Ra mình đó là bò lá lốt xong rồi, giờ mình thêm một món là tôm răm muối bạn ha. Như tôm mình có đã rửa sẵn rồi bạn ha, khi đó mình rửa sẵn cắt đầu chút xíu thôi ha. Rửa sẵn rồi bây giờ mình bỏ chút xíu gia vị đi vô là mình ướp cho nó đều lại ha bạn. Một chút xíu muỗng lần nửa muỗng muối thôi ha. Rồi bột ngọt thì bạn có thể thêm một chút xíu tùy theo của mình bỏ vô bạn. Đó. Còn tiêu, mình bỏ thêm tiêu. Kế tiếp đó mình, bằng sẽ sử dụng cái chicken powder, ok? Mình bỏ vô khoảng một muỗng chicken powder thôi bạn, cho nó thơm thơm ha. Đó mình bỏ vô bạn. Đó. Thì sau đó mình cái chọn chung nó đều lại, cho nó đều lại bạn. Phương tiện hôm nay mình làm mấy món như vậy là lý do là mình làm bò lá lốt với tôm răm muối. Tại vì đây có một cái tiệc ha, để mình làm chung để ăn tiệc luôn. Hôm nay là có tiệc birthday của mẹ, để hôm nay mình làm chung ha. Như vậy món như vậy để cùng giới thiệu với bạn luôn nha. Ok, giờ mình đã sơ chọn xong rồi, mình ướp chút xíu rồi về để chút xíu với bạn, rồi mình đem đi răm muối nha bạn ha. Ok bạn, giờ mình đã ướp xong cái tôm rồi ha. Rồi mình để vào bên đi, mình dùng cái những cái gia vị chẳng hạn như là làm chung với tôm ha. Có nghĩa là mình lấy hành lá bạn ha, mình sắc cho nó như vậy, thấy không? Để dai thôi, đừng có dài quá, thấy không? Cho nó đều đều lại thôi ha. Và khi mình làm chung nó không có bị ngắn lắm thì nó hô thôn. Ok, hành lá bây giờ tiếp tục là mình củ hành ta, củ hành tây các bạn. Khi bạn sắc gì nào sắc cho mình sắc mỏng mỏng như vậy. Chắc có mỏng lắm phải không? Cho nó đều đều lại cho nó ha. Rồi tiếp tục đó mình có thêm đây là ớt xanh. Ớt này là ớt xanh của đây bạn. À, ớt xanh này mình sắc mỏng 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 dài dài chút xíu để vô cho nó thơm cho đẹp ha. Còn bạn thấy đây là ớt mà ví dụ ớt gì nữa bự quá nào, nhưng mình sắc cho nó khúc khúc như vậy đi ha. Ok giờ mình thuộc là trong khi làm xong rồi, xong cái mấy món này chung ha, để mình anh họ mình qua mình đem tôm vào mình chiên ha. Mình chiên khi mình chiên trước khi mình ram vô phải chiên chiên trước cái đã các bạn. Ok bạn, giờ mình cái gia vị mình đã hành ớt thì kia là mình đã sắc xong ở bên đó bạn ha. Giờ mình kế tiếp cái đó là mình tôm. Trong khi mà tôm mình để trong thau gì nó có nước, mình phải đem ra cái một cái tô khác các bạn. À, tô khác mình bỏ lên vậy, bỏ tôm vô. Ha. Một tô khác cái khô vậy rồi mình bỏ bột năng vô bạn. Đây là bột năng bạn ha. Đó mình đưa qua cái tại vì cái tô này mình lấy mình ướp vô, ướp rồi trong khi đó mình sợ nó có nước mình nó khô khi mình hồi mình phải chiên bạc ha. Chiên á nước nhiều quá nó bị nổ là mình để qua tô khác cho nó khô chút xíu. Mình ướp bột chung ha, mình bỏ bột năng vô bạn. Đó, cái bột năng thì theo mình lựa cho nó đều đều thôi, cho nó áo vô chút xíu để hồi mình khi mình chiên các bạn nó sẽ dính hơn.
các bạn mình bỏ vô, khi mình bỏ vô thì mình bể bọt mà nhiều thơm, thêm bọt vô ha. Đó, bạn thấy khi mình bỏ vô vậy nó sẽ đều lại ha. Đó, bạn biết tại sao mình phải dùng cái, tại trong này nó là bạn thấy nước nè, thấy không? Khi mình đã nước tôm nó ra ha. Rồi khi mình bỏ bọt vô thì nó không chín lắm, mình bỏ thêm. Đó cho mình nói bạn ha, tùy theo mình muốn tôm ít tôm nhiều ha. Các bạn đôi lúc mình lấy tôm nhiều quá mình cần lấy thau khác ha bạn, bự chút xíu mình dễ chọn ha. Đó thau bự hơn nha bạn, mình bỏ vô đi. Tại mình nghĩ tôm ít nhưng mà tôm nhiều quá thì mình bỏ bột cho thêm. Mình cần thau bự dễ chọn ha. Đó, mình sẽ nó có nhiều room hơn ha. Nó bột còn ít với bạc mình thêm chút xíu sao ha, tại vì khi mình thêm nhiều thì nó cũng tốt thôi, không có vấn đề gì. Ok, giờ bạn thấy giờ mình được một thau như vậy, mình đã chọn xong ha, mình ướp xong gia vị xong xuôi, giờ mình đem mình chiên các bạn ha. Các bạn mình để vô mình chiên nha bạn, là nước dầu nó sôi rồi ha. Các bạn bây giờ mình này cũng màu chín rồi bạn ha. Tắt đi. Giờ các bạn giờ mình được ha, giờ mình cũng đã chín rồi, tôm nó cũng lâu quá, không có lâu cần thiết có lâu quá, cho chín đều thôi, tại vì mình còn ram nữa mà ha. Đó là bạn thấy tại sao mình để bột nhiều nó dính nhiều hơn, tốt hơn. Nhớ khi mình chiên các bạn, mình lấy đũa mình vậy vậy cho nó đều đều, cho nó đều lại tôm đều đều, tại lúc mình bỏ vô nó dính liền, tại vì bột á nó bị khô là dính rồi á, vậy vậy cho nó đều ra, cho nó tan ra ha, cho nó rã ra, tôm rã ra nó không dính khi mình hồi mình bỏ vô đây nó không dính rồi. Thank you.
Bạn thấy những tôm mà khi mình chiên xong ấy, bạn thấy nó rất là ngon ha bạn. Trong khi đó bột mình thấy nó áo dinh nè, những bột dính ở ngoài các bạn thấy không? Đỏ lắm. Ha. Nếu mình không có thêm bột nhiều thì nó không thấy dính. Khi mình hồi mình ram lên đó, nó không có ngon. Nhưng làm cái gì nó sẽ ngon hơn bạn. Các bạn, giờ mình đã cũng cái phần chiên, cái phần tôm chiên mình cũng đã xong rồi. Bạn thấy thơm ha, rất là ngon. Mà trong khi tôm rất là bự bự bữa nay bạn, ok. Rồi phần chiên cũng đã xong rồi, giờ mình kế tiếp, bước kế tiếp là mình tới phần ram ha. Ok bạn, cái phần kế tiếp mình làm cái dĩa sẵn ha, lúc mình bỏ salad vô bạn, bỏ salad vô, cà chua vô ha, nãy hồi khi mình ram tôm xong á, mình bỏ lên luôn ha, cho nó đẹp ha, bạn. Đó thì theo bạn muốn xếp sao thì bạn xếp, thích mình thích sở thích của mình thôi bạn ha, nhưng mà xếp lên cho nó đều đều lại salad dưới đây ha. Ra khi mình bỏ luôn, mình muốn làm cho đẹp dĩa, đem ra một dĩa rất đẹp thì mình sẽ làm xếp salad như vậy bạn. Ok bạn ha, bây giờ mình sắc cà chua mình bỏ lên luôn. Khi mình bỏ lên salad xong dưới phần dưới xong ha. Mình bỏ sắc cà chua. Cà chua mà sắc cái miếng mỏng mỏng thôi chứ không vậy ha, mình tròn tròn như vậy thì nó lại thấy đẹp hơn bạn ha. Các bạn thấy mình sắp lên cho đều ha, rồi mình bỏ tôm lên như vậy. Đó, cái phần dĩa salad cũng đã xong bạn, thấy cũng là đẹp ha, hồn khi xong á, khi mình rom mình ram tôm xong mình bỏ lên luôn đẹp cho nó đẹp các bạn ha. Mình có bỏ mình sẽ bỏ một muỗng đường. Nửa muỗng muối. Cái bột mà này là bột tỏi các bạn ha. Bỏ vô. Rồi bột ngọt các bạn. Mình liều lượng thôi bạn, mình không cần ấy, bột ngọt mình nó cần nghe. Còn đây là bỏ chicken powder nha bạn. Chicken powder mình bỏ mua thêm một muỗng cà phê ha. Cái đó mình lấy muỗng mình quậy cho nó đều vào. Thì khi ngồi mình ram các bạn, ram muối, ram tôm á, mình rất đều cho nó đều lại ha. Tại mình ram khô mà. Ha, thành ra mình trước khi đó mình phải lần bỏ thêm gia vị này như vậy trước xíu cho nó đều lại mình dễ làm hơn ha bạn ha.
Ok, cái phần kế tiếp thì mình sẽ ròn ha. Các bạn mình trong lúc thời gian đó bây giờ mình chờ cái chảo nóng lên ha, mình bỏ đồ vô. Thường thường mình bạn để đừng có thấp quá, đến lúc mình để thấp quá nó cũng dầu nó cũng lâu nóng nó bạn ha. Để con số 9 thôi. Lò thì theo lò ở đây khác, lò các bạn khác ha, mọi người mọi chỗ mọi khác các bạn. Ra mình làm canh sao cho nó thời gian nó đều tốt cho mình thôi ha. Giờ mình nghĩ là cũng đủ nóng các bạn ha. Giờ mình bỏ đầu tiên mình bước đầu tiên mình bỏ vô á, mình bỏ củ hành tây vô bạn, tại hành tây là nó lâu chín nhất ha, mình bỏ hành tây vô xào đầu tây cho đều đều trước đã ha. Bạn thấy trong đại dòng dĩa mình đã giờ đầu tiên là mình nãy mình sắc là củ hành tây với hành lá bạn với ớt đỏ ha, sau đó ớt xanh thì mình đã sẽ chung một dĩa. Đầu tiên bước đầu tiên là mình bỏ vô là mình bỏ củ hành tây vô trước, thấy không? Tại vì củ hành tây nó lâu chín hơn, nhưng mà mình vậy cho nó đều đều thôi, đừng cho chín quá sẽ mềm khi mình hồi, tại vì mình mồi bỏ tôm vô nữa, khi mà bỏ tôm vô nữa thì nó sẽ mềm luôn ha, nóng được cho đều đều thôi. Ok, bây giờ mình bỏ tất cả vô trong dĩa này, còn có hành ớt này ha, bỏ chung vô bạn ha, trộn thêm rất nhiều lại. Cái phần kế tiếp đó bạn, cái phần kế tiếp đó giờ mình cảm thấy bạn thấy đều hết rồi ha, trong này là đều hết rồi. Giờ mình bỏ tôm vô nha bạn. Đó. Rồi trong khi bạn thấy giờ mình cá mấy cái gia vị mình bỏ vô ớt thì kia nọ cho nó chín chút xíu bạn ha. Ra mình bây giờ mình bắt đầu mình bỏ tôm vô bạn. Bỏ luôn một lượt tôm luôn ha, bỏ chung luôn ha. Còn vậy vậy cho đều, tại tôm mình chín rồi mình không cần lo. Để nó chiên rồi bạn. Đó. Cái mùi tôm giờ mấy gia vị hành tỏi này khi mình bỏ vô các bạn cũng rất là thơm ha. Đó. Bạn làm gì mình chọn chọn cho nó đều lại. Trong khi hiện tại giờ cái gia vị mình lại muối ớt, muối này kia nọ mình bỏ chung các bạn. Mình rất vô ha. Bỏ lên từ từ lên. Wow, thơm các bạn. Bỏ lên tại cái dĩa mình đã, bạn thấy cái dĩa mình đã sắp sẵn cái nải hành, salad với cà ha, bỏ lên các bạn ha, đều lên thì bạn thấy nó sẽ đẹp hơn đó. Mình muốn chút hết cũng được cho bạn, nhưng mà mình sắp dĩa cho nó đẹp hơn ha. Đó, trong khi đó mình bạn thấy tại cái nhiều người á họ làm họ thích để lên mà mình sắp cho nó đều hơn cho nó đẹp đẹp chút xíu ha, tùy mình thích thôi, sở thích của mình sao thì mình thích vậy thôi. Nhưng cái gia vị nấu thì mình đã làm như vậy thì bạn sẽ hiểu cái phần nào của gia vị mình nấu các bạn đó.
được một dĩa ha. Không mà mình trong khi đó ví dụ bạn mình bỏ chút tiêu lên cũng được ha, bỏ tiêu lên cho nó đẹp hơn ha. Không, chút khoan đó mình xắt rò gí bỏ lên ha. Không cần nhiều bạn, mình chỉ cần cho đẹp thôi, tại rồi rí bỏ lên cũng thơm ha. Đó, thấy được như vậy. Thì sau đó mình bỏ chút tiêu lên ha. Thì đó, thì bạn sẽ thấy được mình thành công một cái dĩa tôm rau muối ha bạn ha. Mà thấy đẹp không? Đó, mình cũng chia sẻ với bạn như vậy ha. Nếu mà bạn nào thích thì sẽ làm ha. Tại vì đây là ngày hôm nay là ngày tiệc của birthday của mẹ, rồi hôm luôn luôn tiện mình làm mấy món như vậy để làm ăn tiệc ngày hôm nay ha. Mình cũng muốn chia sẻ với bạn để những cái món mà mình nấu ngày hôm nay ha. Ok, cảm ơn bạn.